Chúng ta cùng vào nhóm công thức thứ hai là nhóm công thức tính đồng độ. Đấy. Khái niệm về đồng độ chúng ta được giới thiệu ở năm lớp 8 và khi chúng ta đề cập đến dung dịch, đúng không? Thì các bạn có thể hiểu rằng đồng độ nó đo cái sự đặc loãng của dung dịch. Giả sử như một bát nước mắm mặn, một bát nước mắm nhạt, đó là do đồng độ muối trong đó ít hay là nhiều, đúng không? Như vậy bây giờ đồng độ chúng ta có thể có những công thức nào thì các bạn nhớ lại. Thứ nhất là ta nói đến đồng độ phần trăm. Đồng độ phần trăm thì được ký hiệu là C phần trăm. Và bằng biểu thức là bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100%. Công thức này cũng rất là quen thuộc. Các bạn chắc cũng đọc thuộc rồi. Giờ nhắc lại và áp dụng nó. Trong đó MCT ở đây là M chất tan, khối lượng là gam. Còn MGG ở đây là khối lượng dung dịch nha. Đơn vị cũng là gam. Thầy có thể lấy ví dụ. Hòa tan 40g muối ăn NaCl vào 60g nước thì người ta thu được dung dịch A. Yêu cầu ở đây là tính C phần trăm của cái dung dịch A này. C phần trăm của dung dịch A bằng bao nhiêu? Thế thì các bạn lưu ý rằng là đây chúng ta áp dụng công thức thôi. Hòa tan muối ăn vào nước thì chất tan chính là gì? Là NaCl, đúng không? Như vậy đây M chất tan chính là 40g. Còn M dung dịch là thế nào? Liệu có phải là 60g nước này không? Dung dịch là cái hỗn hợp tạo thành khi mà hòa tan NaCl vào nước. Như vậy cái dung dịch thu được phải là cả 40g NaCl ban đầu cộng với 60g nước. Đấy mới là khối lượng dung dịch nhá. Như vậy ở đây ta phải tính là gì? C phần trăm của dung dịch A chính là của NaCl đây, bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100%. M chất tan chúng ta bằng 40, M dung dịch là 40 cộng 60 nha. 40 cộng 60 là 100. Vậy thằng này là 40%. Đấy. Như vậy dung dịch NaCl của chúng ta là 40%. Đương nhiên thì chúng ta có thể vận dụng ngược lại cho C phần trăm, đúng không? Cho M dung dịch tính M chất tan chẳng hạn, vân vân. Nha, ở đây thầy giới thiệu và theo chiều xuôi. Thế còn tí chúng ta luyện tập bài tập thì thầy có thể theo chiều ngược nữa. Hai, đó là nồng độ mol. Nồng độ mol này thì mol trên lít thì đã được giới thiệu ở trong cái phần số mol rồi, đúng không? Thế thì nhớ rằng CM nó sẽ bằng N trên V. Nha, công thức CM bằng N trên V. Trong đó N là số mol. Số mol chất tan. V ở đây là thể tích dung dịch. Và nhớ rằng đơn vị của thể tích dung dịch ở đây là lít nha. Thầy có thể lấy ví dụ 500ml dung dịch BaCl2 có chứa 0,2 mol BaCl2. Yêu cầu tính CM của dung dịch này. Như vậy đây đề bài nói rằng là trong dung dịch này thì có số mol là 0,2, đúng không? Và có thể tích là 500ml, lúc này phải đổi giá lít nhé, 0,5 lít. Từ đó mình tính được CM của cái thằng BaCl2. Người ta có thể viết như thế này hoặc người ta có thể ký hiệu bằng cái ngoặc vuông. BaCl2 bằng N là 0,2 trên V là 500 là 0,5 bằng 0,4. Đơn vị là M lớn hoặc là mol trên lít nha. Đấy là công thức thứ hai về nồng độ mol. Trong phần này chúng ta lưu ý đến một cái công thức nữa. Đó là công thức về khối lượng riêng. Khối lượng riêng là công thức, không, là cái đại lượng nêu lên mối quan hệ giữa khối lượng dung dịch và thể tích dung dịch. D bằng M dung dịch trên V dung dịch. Đấy. M dung dịch thì đơn vị là gam
Với dung dịch đơn vị là millilit nhé, khác với kia là lít. Nên khối lượng riêng của đơn vị là gam trên millilit, gam trên millilit. Và đây cũng là cái đại lượng giúp chúng ta chuyển đổi giữa C phần trăm với CM. Và công thức cuối cùng chúng ta có thể chuyển đổi được đó là CM bằng 10D C phần trăm chia M lớn. Tại sao có công thức này thì các bạn, đây là một nhiệm vụ cho các bạn, đó là các bạn về nhà biến đổi xem C phần trăm như thế kia, CM như thế này và có thêm khối lượng riêng có biến đổi để ra công thức này hay không. Bởi vì nguyên tắc nồng độ phần trăm hay nồng độ mol trên lít đều đo cái độ đặc loãng của dung dịch, chứng tỏ nó phải có mối quan hệ với nhau nhé. Thì đây chính là mối quan hệ nhé, trong cái khối lượng riêng, từ khối lượng riêng để suy ra. Rồi chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này ở trong cái phần luyện tập. Chúng ta đến nhóm cái công thức thứ ba nữa là công thức về tỷ khối. Tỷ khối này chúng ta cũng hay dùng. Đấy. Tỷ khối chúng ta có thể hiểu rằng là tỷ số về khối lượng. Như vậy tỷ khối của một chất A so với một chất B, nó sẽ bằng khối lượng M lớn của A trên M lớn của B. Nếu AB là một hỗn hợp thì ta dùng cái khái niệm là M trung bình của hỗn hợp đó nha. Dựa vào cái tỷ khối này để người ta nói đến cái sự nặng nhẹ của hai chất này. Nếu tỷ khối của A trên B mà lớn hơn 1, tức là MA lớn hơn MB, người ta nói rằng là A nặng hơn B. Nặng hơn B. Còn tỷ khối của A trên B mà nhỏ hơn 1, MA nhỏ hơn MB, người ta nói rằng là A nhẹ hơn B. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy rằng là có những quả bóng, đúng không? Nó bay được, còn có những quả thì không, đúng không? Nếu như cái khí ở trong quả bóng đó nó nhẹ hơn so với không khí thì quả bóng sẽ bay. Còn nếu mà nó bằng hoặc là không, hoặc là nặng hơn thì nó sẽ gì? Nó sẽ rơi xuống nhé. Thế thì trong bóng bay của mình thì thực ra nó chứa khí hydro hoặc khí heli, M của nó chỉ là 2 hoặc 4. Trong đó không khí của chúng ta là những 29 nhá. Giả sử như mình xét cái tỷ lệ tỷ khối của thằng hydro so với không khí. Hydro chúng ta là 2, không khí thì là gồm có oxy, nitơ vân vân, trung bình người ta lấy là 29. Các bạn thấy rằng là tỷ số này thì không biết kết quả chính xác là bao nhiêu nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều so với 1. Đấy. Bởi vậy mà cái thằng hydro nhẹ hơn không khí. Nhẹ hơn không khí. Và nó bay. Khi nếu bơm bóng bằng hydro thì nó sẽ bay lên. Nhưng nếu chúng ta dùng miệng chúng ta thổi hoặc là dùng bơm, đúng không? Ta bơm. Thế thì miệng của chúng ta chẳng hạn nó là phần lớn là CO2. Đúng không? CO2 là 44 mà không khí là 29, chắc chắn giá trị này lớn hơn 1. Tức là lúc này CO2 nặng hơn không khí, nặng hơn thì nó sẽ rơi xuống thôi. Nặng hơn không khí. Nha. Như vậy đây là nhóm công thức thứ 3 là nhóm công thức về tỷ khối. Và đây cũng là có thể nói rằng là 7 công thức đáng nhớ. Toán có 7 hàng đáng thức đáng nhớ thì hóa học có 7 công thức đáng nhớ. Chúng ta cần dùng ở trong gì? Trong việc giải các cái bài tập hóa học nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một số những cái bài tập về công thức tính nồng độ và công thức tính tỷ khối. Chúng ta vào ví dụ số 3. Đề bài yêu cầu đó là tính nồng độ phần trăm của dung dịch trong các trường hợp sau. Ở ý A đó là hòa tan 40g muối ăn NaCl và 160g nước. Như vậy các bạn nhớ là công thức là chúng ta muốn tính nồng độ C phần trăm thì phải bằng M chất tan trên M dung dịch nhân với 100%. Như vậy chúng ta chỉ cần xác định M chất tan, M dung dịch, sau đó thay vào công thức chúng ta tính. Ở đây hòa tan muối ăn vào nước, như vậy chất tan chính là NaCl nhé, là muối ăn. Đã cho là 40g rồi. Còn M dung dịch, nhiều bạn đặt 160 vào M dung dịch luôn thì là sai. Các bạn nhớ rằng là ở đây là dung dịch của chúng ta bao gồm chất tan và dung môi. Như vậy ở đây nó phải là 40 cộng với 160 nha, thì mới là khối lượng dung dịch. Và chúng ta nhân với 100%. 40 với 60 chính là 200. Như vậy 40 chia cho 200 nhân với 100% nó bằng 20%. Đây là ý A.
Nhớ rằng m dung dịch bằng m chất tan cộng với m m nước. Ở ý B, làm bay hơi dung dịch 50g dung dịch muối A thì thu được 0,5g muối khan, tính C phần trăm của dung dịch ban đầu. Như vậy vẫn áp dụng công thức tương tự, bằng m chất tan trên m dung dịch nhân 100%. Người ta cho 50g là gam dung dịch muối, chính là m dung dịch, và thu được 0,5g muối khan. Muối khan tức là mất nước, chính là cái phần chất tan có trong dung dịch đó. Như vậy ở đây chúng ta có 0,5g chất tan và chia cho 50g dung dịch nhân với 100%. 0,5 chia cho 50 thì nó sẽ ở đây là sẽ bằng 1%. Đấy, các bạn mở máy tính. Đây là ví dụ 3, chúng ta chỉ việc áp dụng đúng cái công thức tính nồng độ C phần trăm. Chúng ta cùng sang ví dụ số 4. Đề bài yêu cầu đó là tính nồng độ mol của dung dịch trong các trường hợp sau. Ví dụ 3 là tính nồng độ phần trăm là C phần trăm rồi, thì ví dụ 4 là tính nồng độ mol CM. Thì nhớ lại là CM bằng N trên V, trong đó V là thể tích dung dịch, đơn vị nó là lít. Như vậy ở ý A nó là 2.500 ml dung dịch chứa 0,5 mol MgCl2. Như vậy ở đây chúng ta tính nồng độ mol, thì đầu tiên các bạn phải đổi cái 2.500 này là ml, đúng không? Phải đổi ra lít, thì các bạn nhớ rằng chia cho 1.000, như vậy nó sẽ bằng 2,5 lít. Và đề bài yêu cầu tính CM của thằng B MgCl2, thì các bạn nhớ rằng là một họ ký hiệu như thế này, hai là họ ký hiệu đơn giản hơn, đó là dùng ngoặc vuông MgCl2, thì cũng tương đương với ký hiệu là CM, nồng độ mol của MgCl2. Thì công thức N trên V, đề bài cho 0,5 mol và V là 2,5 lít. Như vậy 0,5 chia cho 2,5 tức là 1/5, tức là bằng 0,2. Đơn vị là mol trên lít hoặc là M lớn, nhớ nhé. Ở ý B, họ cho 600g dung dịch chứa 0,2 mol BaCl2 và có khối lượng riêng D bằng 1,2g trên ml. Như vậy mình nhớ rằng CM bằng N trên V thì đã có N rồi, thế còn V thì chưa có. Thay vào đó họ lại cho gam dung dịch, tức là M dung dịch và khối lượng riêng D. Thì chúng ta nhớ rằng là công thức khối lượng riêng D bằng M dung dịch trên V dung dịch. Như vậy chưa có V dung dịch thì mình phải đi tìm V dung dịch, sẽ bằng M dung dịch cho D. Đó, mình đẩy V dung dịch lên thì đẩy D xuống. Và V dung dịch đề bài cho đây là 600g. M dung dịch đề bài cho là 600g. Và khối lượng riêng D đây là 1,2. 600 chia cho 1,2 nó bằng 500. Và nhớ đơn vị, ở đây khối lượng riêng là gam trên ml, thì cái V tính ra của chúng ta đây là ml thôi. Và ta phải đổi sang lít chia cho 1.000, chính là 0,5 lít. Như vậy mình có cái mẫu rồi và tử là mol. Từ đó mình suy ra được cái nồng độ của BaCl2. CM bằng N trên V, N đề bài cho là 0,2 rồi, và V vừa tính được là 0,5. 0,2 chia cho 0,5 thì ở đây nó sẽ là bằng 0,4 mol trên lít hoặc là M lớn. Đấy là hai cái ví dụ cơ bản về việc chúng ta tính C phần trăm và tính CM của dung dịch. Ta cùng sang ví dụ số 5. Đề bài lúc này yêu cầu không phải là tính nồng độ nữa mà là tính số mol. Ở đây cho nồng độ C phần trăm là 4% và ở bên dưới cũng cho C phần trăm. Như vậy ở đây yêu cầu đây chúng ta là tính số mol nha. Đây là ví dụ 5. Đấy. Thế thì các bạn thấy này, dự kiện họ cho đây là gam dung dịch và C phần trăm. Thì trong công thức C phần trăm của mình có M chất tan, có M dung dịch, có C phần trăm. Thì đây đã có M dung dịch và có C phần trăm rồi, thì chúng ta có thể tính ra được M chất tan. Và từ M chất tan chính là M nhỏ, thì mình tính được số mol của chất tan đó. Như vậy đầu tiên ta nhớ rằng là C phần trăm bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100%. Và bây giờ chúng ta muốn tính số mol thì phải tính được M chất tan, đúng không? M chất tan là chúng ta thấy C phần trăm nhân lên nhân với M dung dịch thì bằng M chất tan nhân 100. Thì bây giờ M chất tan sẽ bằng C phần trăm này nhân M dung dịch chia cho 100%. C phần trăm đề bài cho ở đây là 4%. M dung dịch đề bài cho ở đây là 200g. Và chia cho 100. Như vậy 200 chia 100 bằng 2 nhân 4, như vậy bằng 8g. Như vậy đây là mình tính được là tính được khối lượng chất tan trường hợp này, chính là khối lượng của NaOH. Như vậy
ta suy ra được cái số mol ở đây, số mol của NaOH bằng. Đấy, lại nhớ lại công thức tính số mol, N bằng M nhỏ trên M lớn. M nhỏ là 8 và M lớn ở đây là 40. Tức là mình lấy 23 cộng 16 cộng 1 thì tổng nó là 40. Và 8 chia cho 40 thì nó sẽ bằng 0,2 mol. Đấy. Như vậy, chúng ta có thể tính số mol trực tiếp thông qua M chất tan, thông qua thể tích khí điều kiện tiêu chuẩn, thông qua CM và nồng độ mol, nhưng nhiều lúc họ cho thông qua C phần trăm. Thì nhớ bước 1 phải tính M chất tan đã, rồi sau đó mới tính số mol được. Nhá. Ở ý B, đề bài yêu cầu ở đây là 500ml dung dịch BaOH 2 lần, 5,7% có khối lượng riêng D bằng 1,2g trên ml. Thế thì để tính số mol trong trường hợp này chúng ta có nhiều cách. Cách thứ nhất, chúng ta có thể tích dung dịch rồi. Nếu biết CM là nồng độ mol nữa thì mình sẽ tính được. Cách thứ hai là có C phần trăm thì phải tính được M dung dịch, từ đó suy ra M chất tan. Tuy nhiên thì cái cách tính N bằng CM nhân V thì nó dễ hơn trong trường hợp này. Như vậy đầu tiên chúng ta tính cái CM này. Nhớ lại chúng ta có công thức tính nhanh, đó là 10D nhân C phần trăm chia M lớn. Nha. Áp dụng cái công thức này mà thầy đã cung cấp, các bạn lưu ý. Ở đây 10 này, D ở đây là 1,2g trên ml, C phần trăm đề bài cho là 5,7. Đấy. Chia cho M lớn ở đây là M lớn của thằng BaOH 2 lần. Đây là CM của BaOH 2 lần. Nên là chúng ta M lớn là M lớn của nó. Thằng bari là 137 cộng với OH là 17 nhân 2 là 34. Nó sẽ là 171. Thì lúc này mình tính ra CM sẽ bằng 10 nhân với 1,2 nhân 5,7 chia cho 171. Nó bằng 0,5. 0,5 đây là 0,5m là nồng độ nhá. Và thể tích dung dịch ở đây đề bài cho là 500ml thì mình đổi ra là bằng 0,5 lít. Và từ đó mình suy ra được số mol của thằng BaOH 2 lần. Đấy. Lúc này N sẽ bằng CM nhân V. Nhớ lại công thức, CM bằng 0,5 và V cũng bằng 0,5. Như vậy nó bằng 0,25 mol. Đây là chúng ta tính dựa vào là N bằng CM nhân V. Còn nếu không thì các bạn có thể chuyển đổi C phần trăm với lại M dung dịch, từ đó tính M chất tan và suy ra số mol giống như ý A cũng được. Đây là ví dụ số 5, đó là ôn tập lại cái phần nồng độ C phần trăm và nồng độ CM. Chúng ta sang phần luyện tập một số công thức liên quan đến tỷ khối nha. Một số bài toán liên quan đến công thức tính tỷ khối. Ở ví dụ 6, đó là tính M lớn của X trong các trường hợp sau. A, đó là tỷ khối của X, ký hiệu là D nha, so với hydro bằng 30. Như vậy chúng ta nhớ lại là tỷ khối tức là tỷ số với khối lượng, tức là M lớn của X trên M lớn của hydro bằng 30. Cái này tương đương với việc đó là M lớn X trên M lớn H2 tức là trên 2 thì bằng 30. Thì từ đó mình suy ra M lớn X 2 nhân 30 bằng 60. Đó. Tỷ khối là giúp chúng ta có thể tính được khối lượng nha, vì nó là tỷ số với khối lượng mà. Ở ý B, tỷ khối của X so với heli lúc này bằng 7,5. Thì các bạn nhớ rằng heli M lớn của nó bằng 4 nhé. Không nhớ thì tra bảng tuần hoàn. Này ít gặp hơn thằng hydro đúng không? Thì sẽ bằng MX trên 4 bằng 7,5. Từ đó mình suy ra được MX bằng 7,5 nhân 4, 7,428 nhân với 0,5 nữa, như vậy là bằng 30. Trường hợp C, tỷ khối của X so với không khí bằng 29. Các bạn sửa cho thầy chỗ này là tỷ khối bằng 2 nhé. Bằng 29 thì nó lớn quá. Nha. Bằng 2 thôi. Đấy. Sửa cái chỗ này. Bỏ con số 9 lên đi. À. Thì lúc này tương đương với việc là M lớn X trên không khí, các bạn nhớ rằng M lớn nó là 29. Nó là trung bình của oxy, của nitơ và một số khí khác bằng 29. Thì lúc này nó bằng 2. Thì mình suy ra M lớn của X 2 nhân với 29 bằng 58. Như vậy là chúng ta áp dụng công thức tính tỷ khối đúng không? Thông thường D của A trên B bằng M lớn A trên M lớn B. Chúng ta sang cái ví dụ tiếp theo là ví dụ số 7.
Hóa hơi 4,4 gram X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gram oxy ở cùng điều kiện. Tỷ khối của X so với hydro là các đáp án ABCB. Như vậy đây lúc này người ta lại không cho tỷ khối mà bắt yêu cầu chúng ta tính tỷ khối. Và yêu cầu là tính tỷ khối của X so với heli. Thì các bạn nhớ rằng là bằng M lớn X trên M lớn heli. Trong đó heli đã biết M lớn bằng 4 rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ bước 1 là phải tính được M lớn của X. M lớn của X tính như thế nào? Ở đây đã có M nhỏ rồi. Bây giờ phải tính số mol nữa thôi. Thì cái điều kiện để tính số mol ở đây đó là người ta bảo hóa hơi thì thể tích bằng thể tích. Thì các bạn nhớ rằng là cùng điều kiện thì thể tích bằng nhau thì số mol bằng nhau. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có rằng là số mol của X phải bằng số mol của oxy. Và oxy đề bài cho 1,6 gram thì mình chia cho 32. 16 chia 32 bằng 0,5, 1,6 là 0,05. Đấy. Và lúc này có số mol X rồi, có M nhỏ X rồi. Mình suy ra M lớn X. M lớn bằng N chia M nhỏ chia cho N nhá. M nhỏ đề bài cho 4,4 và N mình vừa tính được là 0,05. Đấy. Nhân đôi lên là sẽ là 88. Rồi. Như vậy mình có M lớn X rồi thì lúc này mình sẽ suy ra tỷ khối của X so với heli bằng, tức là bằng M lớn X nhá, bằng 88 chia heli bằng 4 thì nó sẽ bằng 22. Như vậy với đáp án 22 thì chính là đáp án B cho ví dụ số 7. Như vậy là chúng ta đã rèn luyện một số những cái bài tập sử dụng các cái công thức thường dùng trong giải toán. Và hy vọng rằng thông qua cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã nắm vững được những cái công thức. Những công thức này sẽ theo chúng ta không chỉ là năm lớp 10 mà cả 11, 12 chúng ta cũng sẽ sử dụng nữa nhá. Các bạn lưu ý cố gắng về nhà rèn luyện các bài tập để chúng ta khắc sâu và nhớ kỹ những cái công thức này. Tân bạn, chào tạm biệt các em.